Thưa quý vị và các bạn, cúc vạn thọ là một trong những loại hoa cúc được ưa chuộng và trồng phổ biến tại Việt Nam. Không chỉ dùng để thờ cúng, hoa cúc vạn thọ còn được dùng làm hoa trang trí nhà trong những ngày Tết, bởi loại hoa này là biểu tượng cho hạnh phúc sức khỏe. Bên cạnh đó, cúc vạn thọ còn có nhiều tác dụng chữa bệnh và được dân gian tận dụng để trị chứng ho gà, hen suyễn, viêm miệng, đau nhức răng, bỏng, viêm mủ ngoài da. Và trong chương trình cây thuốc quanh ta ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về công dụng tuyệt vời của cây cúc vạn thọ nhé. Trước tiên, chúng ta hãy cùng theo dõi một tiểu phẩm ngắn sau đây. Trời ơi, ngày nào chị em bây giờ nó chẳng xem ai ra gì. Ngày nào mặt đen thì lì, mụn to mụn nhỏ lì lì khắp da. Trời ơi, nghe giọng quen ta. Chị Đen nè. Chị Đen, em giỡn á. Trời ơi, không sao mà không nhận ra chị Đen được. Tết nhất rồi, vui vẻ hú quạo nghe không. Thôi, ngồi cái băng đá nè, chị em mình nói chuyện. Ừ. Mẹ ơi, mày làm tao hết hồn. Tao tưởng mày đi thẩm mỹ rồi mày bị tẩy não luôn rồi chứ. Trời ơi, mà chị đang đi đâu đây? Ra đây mua thuốc uống. Thuốc gì? Ho, bị ho. Chết luôn ạ. Trời ơi, bộ á, chị ở nhà lấy nước sôi tưới kiển rồi á, ông đậu là ông quánh tầm mình luôn. Hay là bà bị cái con corona gì nè, tiêu bà rồi. Vô duyên quá mẹ ơi. Ta bị ho, có gà hay gì đó mẹ ơi, chứ không phải bệnh đó đâu. Nhưng mà chị đang có tin tưởng một cái con người mà xinh đẹp như nở không? Cái gì? Thì chị bệnh ho gà cho chị đang không cần dùng thuốc luôn. Thuốc đắng tàu ngán dễ sợ luôn á. Chị Đen á, chị Đen phải trị đi. Chị Đen mà không về bệnh á, để người ta nghi chị Đen bị nhiễm cái con virus corona là người ta cách ly chị Đen ra luôn đó. Trời ơi, ghê lắm. Kém chiên kém sang để thẩm mỹ chi vậy? Cái nó đánh chết cái đẹp nha. Công nhận bà này bà chửi nghe mắc cái lỗ tai gì đâu. Mà thôi bây giờ em hỏi là chị Đen nè, em có cách chữa bệnh cho chị Đen á, chị Đen tin em không? Chữa ho gà thiệt luôn á. Đâu mày nói tao nghe thử coi. Bây giờ ha, ngày Tết nè, người ta trưng bông gì? Mai. Không phải. Cát tường. Không phải. Mông gà. Không phải luôn. Nói chung là cái gì đẹp thì người ta trưng thôi. Trời ơi, cúc vạn thọ. Rồi sao, có liên quan gì đây? Bây giờ hen, em chỉ chị Đen nè. Cúc vạn thọ là có bài thuốc trị ho gà. Người ta lấy bông đu đủ đực ha. Đường phèn nè, rồi húng chanh nè, rồi với cái bông cúc vạn thọ đó đem vô giả nhuyễn. Giả nhuyễn xong rồi mình trưng cách thủy. Nhớ là bỏ vô chút xíu đường phèn để cho ngọt ngọt dễ uống nha. Uống vô bảo đảm là hết ho gà liền. Mày làm thử chưa? Chưa. Rồi sao mày biết? Trời ơi, là em nghe bà cô của em bà chỉ, chưa có làm thử. Chị Đen làm thử đi. Trời ơi, biết tin tưởng nổi hôm nay trời. Tại vì á, chuyện là gì nè, hồi lúc trước á, em với thằng Hèo á, hai đứa nhắn tin nè, nhắn tin điện thoại đó. Xong rồi mờ mắt. Bà cô em á, bà mới lấy gan gà đó, bà hầm với lại bông cúc vạn thọ cho em ăn. Sáng mắt ra luôn. Xong sẵn em hỏi bà, ủa bộ cúc vạn thọ là trị bệnh được hả? Cái bà nói là được, xong bà chỉ em cái bài thuốc trị ho gà luôn đó. Đen là đem hên lắm á nha. Ồ,
Vậy là tao vô tình lượm được bí kíp đó hả nở? Đúng rồi, chị Đen á là chị Đen hên lắm á nha. Ho ngay dịp Tết luôn. Tại nay hen bông cúc dạng thọ nhà nhà quán xá ngoài đường người ta trồng quá trời luôn. Tha hồ mà đem về mà chân uống hen. Nói vậy mà nói cũng được. Thôi, à chị đang ở đây chơi đi nha. Nở đi đâu? Du xin tiếp đây. Cảm ơn nha. Đẹp như vậy hả ta? Xin được gửi lời chào đến bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Thanh Soàn, Bệnh viện Y học Cổ truyền Bến Tre. Xin chào quý khán giả của chương trình đài. Thưa bác sĩ, trong chương trình cây thuốc quanh ta ngày hôm nay chúng ta đang nhắc đến công dụng của cây cúc dạng thọ. Đầu tiên thì bác sĩ có thể chia sẻ những cái thông tin cơ bản về loại cây này được không ạ? Cây cúc dạng thọ thì thường Tết thì mình có thể trưng ở nhà, thì ngoài ra có thể sử dụng làm thuốc. Thì tên của khoa học của cúc dạng thọ là Taget AS, và nó thuộc dạng họ cúc, và thành phần chính của cúc là beta-carotene với lại vatin. Trong cúc dạng thọ nó có tinh dầu của cúc dạng thọ có thể kháng viêm, sát khuẩn và an thần. Cái tính của cúc dạng thọ là tính mát, có vị hơi đắng, thì nó có tính bình can và rong đờm. Dạ, không biết là khi mà mình sử dụng cây cúc dạng thọ để điều trị bệnh thì không biết là cái bộ phận nào mình dùng để chữa trị bệnh được bác sĩ? Thì cúc thì mình có thể sử dụng hoa và rễ. Dạ, hoa và rễ đúng không ạ? Dạ, trong cái tiểu phẩm vừa rồi thì bác sĩ cũng có xem qua đúng không ạ? Khánh Trịnh thấy là Thị Nở có nhắc đến công dụng của cúc dạng thọ, đó chính là điều trị được cái chứng là ho khan, ho gà đúng không ạ? Không biết là cái công dụng này có hay không, và nếu có thì chúng ta có cái cách sử dụng như thế nào ạ? Do cái tính rong đờm của cúc thì mình có thể điều trị ho kết hợp với húng chanh với lại bông hoặc củ đã kêu đủ thì mình có thể giả nát và mình chưng cách thủy để dùng ngày thì có thể 2-3 lần để chữa chứng ho gà. Dạ. Ngoài ra thì Khánh Trình thấy trong tiểu phẩm vừa rồi Thị Nở cũng có nhắc đến một công dụng khác nữa, đó chính là tăng thị lực bằng cách là mình nấu với gan gà. Thì không biết là thông tin này có đúng không thưa bác sĩ? Thì hiện tại giờ thì hoa cúc người ta chiết tinh chất dầu của hoa cúc để sử dụng trong các bệnh lý về mắt. Yeah. Thì do đó nếu mà mình không có tinh dầu đó thì mình sử dụng hoa cúc kết hợp với gan gà. Thì hoa cúc có thể 20g và gan gà thể 50g, sau đó thì mình băm và mình nấu để dùng. Ngoài những cái công dụng là chữa ho khan, ho gà nè, rồi tăng thị lực nữa, thì không biết là loại cây này còn có những cái công dụng chữa được những cái bệnh nào khác, và có những cái lưu ý gì bác sĩ lưu ý thêm được không ạ? Thì hoa cúc thì sát khuẩn, do đó là mình có thể chữa viêm tuyến mang tai, viêm tuyến vú, thì có thể dùng hoa cúc kết hợp với kim ngân hoa thì giả nát đắp vô chỗ viêm. Ngoài ra thì có thể sa dạ con thì có thể nấu nước để xông. Ngoài ra thì trong cái hoa cúc á, thì ngoài cái chữa chứng ho gà với lại thị lực á, thì mình có thể nấu nước uống cho mát. Không biết là cái loại cây này khi mà mình điều trị bệnh á, nó có giống như là nó có kỵ hay là nó có phản tác dụng với một cái loại nào thực phẩm nào khác hay không thưa bác sĩ? Không, thì hoa cúc thì mình sử dụng bình thường. Có thể mình hái ở sau khi mà mình chừng Tết rồi á, thì mình có thể hái để mình phơi khô thì mình được sử dụng. Dạ, phơi khô nấu nước uống đúng không ạ? Dạ rồi, xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, hy vọng rằng với những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Soàn trong chương trình Cây thuốc quanh ta ngày hôm nay cũng đã mang đến cho quý khán giả những thông tin cần thiết để có thể áp dụng một cách hiệu quả nhất trong điều trị bệnh nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ,
bạn đã cùng Thuộc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý trong vườn chia sẻ những điều hữu ích, giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn. Ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WHA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng. Bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WHA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WHA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website: happylife.dvms.vn. Fanpage: happylife.dvms.